Rồi, nay cho sẽ là một câu thuộc mức độ vận dụng cao của số phức. Rồi, chúng ta sẽ phân đi câu bài toán. Hãy toán cho số phức Z1 thì thỏa mãn phương trình đầu tiên và Z2 thỏa mãn phương trình còn lại. Hắn kêu là tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức T bằng modulus của Z1 cộng Z2. Rồi, chúng ta sẽ đến số phức Z1 trước nha. Đó là Z1 cộng 2 trừ y cộng với lại modulus của Z1 trừ 4 trừ 7 y. Và cái này bằng 6 căn 2. Rồi nó như thoạt các bạn nhìn sơ qua thì nhiều bạn sẽ dự đoán đây là Z1 có quỹ tích là phương trình của elip. Tuy nhiên nếu như các bạn để ý như sau, trước chúng ta phải viết viết lại đó là chúng ta lấy Z1 nó trừ đi đây là trừ 2 cộng y, đây chúng ta sẽ đưa thành hiệu của hai số phức. Rồi đây là module cộng với lại Z1 trừ đi 4 cộng 7, đây chúng ta phải viết thành dạng hiệu của hai số phức. Rồi module cái này bằng 6 căn 2. Rồi thì nếu như các bạn để ý cho mình một điều, đó chính là gì? Chính là nếu như chúng ta gặp dạng như thế này thì chúng ta không nên dự đoán đây là dạng elip liền, cho nên thử tất cả nếu như mình đặt số phức ở đây là v1 ha, bên đây số phức bên đây là v2, thì chúng ta sẽ cần kiểm tra độ dài của đoạn thẳng nối giữa số phức v1 và v2. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như cái này bằng với 6 căn 2, ví dụ mình minh họa một cái hình như sau nè, giả sử ở đây là v1 ha, rồi ở trên đây là v2, rồi mình xét đến số phức z1 bất kỳ ở bên ngoài, rồi thì module của z1 trừ v1 đó chính là cái đoạn màu cam này, đây là độ dài của đoạn màu cam. Rồi module của z1 trừ v2 là độ dài đoạn màu cam này đó. Rồi thì chúng ta cần kiểm tra nếu như độ dài của đoạn v1 v2 là độ dài của cái đoạn màu xanh dương này đó, thì độ dài đoạn này bằng với lại cái số 6 căn 2 này luôn, thì chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cái số phức Z1 này nó sẽ nằm trên cái đoạn nối giữa hai cái đó, đúng không? Còn nếu như nó lớn hơn 6 căn 2 thì chúng ta biết là quy tích của nó sẽ là một cái hình elip đó. Còn vậy trước hết chúng ta cần kiểm tra nó như sau. Ta sẽ tính module của V1 trừ V2. Đây. Thế là bằng cái gì? Ta sẽ trừ qua, đây là trừ 2, trừ 4 là trừ 6. Ở đây là y trừ 7, đó là trừ 6 y. Đây, và rất trùng hợp khi cho tính cái này nó ra là bằng 6 căn 2, nó bằng chính cái lượng bên dưới bên phải. Vậy ta có thể dễ dàng suy ra được đó là quỹ tích của Z1 chính là đoạn nối giữa V1 và V2. Bây giờ mình sẽ biểu diễn nó đúng luôn nha. Rồi chúng ta sẽ vẽ hai trục tọa độ lại ha. Rồi chúng ta sẽ xét số phức V1. Đây V1 có tọa độ là x là bằng trừ 2 ở đây, y bằng 1 ở trên đây ha. Rồi đây là mình đặt đây là số phức v1. V2 có tọa độ là 47, x bằng 4. Đây là 2 thì chắc khoảng đây là 4. Rồi 7 thì chắc ở đâu đó ở trên đây đi, đúng không? Trên đây. Rồi ok, có số phức v2 như thế này. Rồi mình sẽ nối cái đoạn v1 v2 lại. Rồi thì số phức z1. Rồi vậy thì cái số phức Z1 ở đây nó sẽ nằm ở trên cái đoạn nối giữa V1 và V2 này. Rồi, ok, rồi bây giờ mình sẽ xét đến tiếp theo cái biểu thức tiếp theo, đó là module của y Z2 trừ 1 cộng 2y, module của nó bằng 1. Rồi, bây giờ để chúng ta viết hành dạng của Z2 trừ đi một cái số phức, vậy ta sẽ nhân vào hai vế, nhân cái này với module của trừ y thì sẽ hay hơn nè. Rồi, nó sẽ bằng 1 nhân module của trừ y. Mình sẽ nhân module của trừ y vào hai vế, mình sẽ suy ra được ở đây. Đó là gì? Y nhân trừ y là ra 1, đúng không? Là Z2. Trừ với trừ là cộng, đúng không? Cộng với lại y. Ở đây là cộng 2, đúng không? Cộng 2. Module của cái này bằng module của trừ y và bằng 1. Rồi, bây giờ mình sẽ viết nó dưới dạng Z2 trừ đi trừ 2 trừ đi y, đúng không? Đó, module của cái này bằng 1. Vậy quỹ tích của nó chính là đường tròn tâm có tọa độ đó là trừ 2, trừ 1. X bằng trừ 2, y bằng trừ 1. Ở dưới đây ha. Hai. Số phức này nó tâm là ở đây. Rồi đây là một đường tròn có bán kính bằng 1, vậy 1 ở đây ha. Đó. Là R bằng 1. Mình vẽ đường tròn một cái em này. Đây chính là quỹ tích của số phức Z2. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc yêu cầu bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức T. Đây, T bằng module của Z1 cộng với lại Z2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết nó thành dạng hiệu, đó là module của Z1 trừ đi trừ của Z2 đó. Rồi các bạn để ý, bây giờ mình sẽ xác định số phức trừ Z2 là số phức nào.
Thì nếu như các bạn để ý một điều cho mình, đó là ví dụ trên mặt phẳng OXY đi, mình biểu diễn số phức A cộng BI, thì ví dụ là cái điểm như thế này đúng không? Thì ở dưới đây là A, dưới đây là B, đây là Z đúng không? Z bằng A cộng BI là điểm này. Biểu diễn bởi cái điểm điểm xanh này. Rồi nếu như bây giờ mình xét số phức đối của nó, đó là trừ Z sẽ bằng trừ A trừ BI. Đúng không? Tức là trừ A trừ BI sẽ là một cái điểm đối xứng với nó qua ô là ở dưới đây. Vậy dựa trên cái lý thuyết này mình sẽ tìm số phức trừ Z2, thì mình chuyển việc mình lấy đối xứng qua ô là được. Đây đối xứng qua ô thì tấm là bên đây, đây tấm nó sẽ có tọa độ đó là 21 là điểm màu cam này, và nó bán kính nó bằng một đúng không, là một đường tròn, tấm là cái điểm màu cam và bán kính bằng một ha. Quỹ tích của cái số phức mới là số phức trừ Z2 là cái đường tròn màu xanh dương này. Đây. Còn mình đặt số phức này là số phức khác đi, thế là Z3 đi ha, thì nó chính là bằng modulus của Z1 trừ Z3, với Z3 là quỹ tích của nó là đường tròn màu xanh dương này. Rồi vậy thì modulus của Z1 trừ Z3 chính là khoảng cách giữa số phức Z1 và số phức Z3 đúng không? Đó khoảng cách của nó khi chúng ta biểu diễn trên OXY. Vậy thì để khoảng cách nó nhỏ nhất chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Thì trước hết từ cái tâm này mình gọi là tâm Y, từ tâm Y mình hạ đường vuông góc xuống đoạn thẳng nối giữa với cái một và với cái hai đoạn thẳng này. Vậy thì cái khoảng cách nó nhỏ nhất đó chính là cái đoạn từ giao điểm này đến chân đường vuông góc là như thế này. Vậy là cái đoạn mình để đây là màu xanh lá cây đi ha, thì cái đoạn màu xanh lá cây này, đây màu xanh lá cây này chính là giá trị nhỏ nhất của biểu thức t. Mình chỉ cần việc mình lấy khoảng cách từ tâm Y đến cái đoạn nối giữa với kép một với kép hai là cái đoạn lớn, rồi mình trừ đi r thì nó sẽ ra cái đoạn màu xanh mà thôi. Vậy thì trước hết mình cần viết phương trình của đoạn thẳng nối giữa với kép một với kép hai, mình đặt nó là y bằng ax cộng b ha, y bằng ax cộng b. Rồi các bạn lưu ý nó đi qua hai điểm, đó là điểm gì? Điểm thứ nhất có tọa độ đó là trừ hai một, là x bằng trừ hai trừ hai a cộng b và y bằng một. Rồi đồng thời đó là 47, là 4a cộng b và nó bằng 7. Thì mình dễ dàng nhận được đó là a bằng 1, b bằng 3 đúng không? Chưa được đó là a bằng 1 và b bằng 3. Vậy thì phương trình y nó sẽ có này là y bằng x cộng với lại 3. Mình chuyển vế qua đó là x trừ y cộng 3 bằng 0. Còn cách từ y đến cái đường thẳng này chính là bằng, thứ nhất mình thay tọa độ điểm y. Thì y ở đây là trừ 2 trừ 1 đúng không? Trừ 2 trừ 1 thì trên đây sẽ là 21. Đây 21 là mình thay x bằng 2, y bằng 1. Đây là 21 là 1, 1 cộng 3 là 4. Chia cho căn bậc 2 của 1 bình cộng trừ 1 bình. Đây, 1 bình cộng trừ 1 bình. Còn nó bằng 4 chia căn 2. 4 chia căn 2 chính là bằng 2 căn 2. Đó, ok. Vậy thì chúng ta biết được t min nó chính là bằng cái gì? Nó chính là bằng dy khoảng cách từ y trừ đi cái r. Đó. Và chúng ta biết được đây là đường tròn này có bán kính là bằng 1, cho nên nó sẽ bằng 2 căn 2 trừ đi 1. Và đáp án chính xác ở đây đó chính là phương án D.